không thấy trời mưa hả? Lỡ nhiễm lạnh thì sao? Anh đến đón em à? Cũng không viết được gì nên ra ngoài đi dạo thôi. Chúng mình đi ăn tối nhé. Hay là em lên giường nằm nghỉ đi. Em sợ lây của anh. Nếu em cũng ốm thì ai sẽ chăm sóc anh? Em không sao đâu, anh ngủ đi. Có anh ngồi bên cạnh, em thấy khó chịu à? Em chỉ sợ người ta nói là... Hay là hoàn cảnh này khiến em nhớ lại ngày xưa?